cái chữ hạnh phúc đó. Đúng rồi, tâm an rồi tâm lành, tâm an lạc giải khó. Rồi giải khó. Rồi vô thường nó chết bất kỳ tử lúc nào. Còn sống ngày nào mình còn hơi khởi tranh thủ làm chùa để đời sau nó có cái di sản quân do quân hóa, có một cái di tích lịch sử. Cái công lao của người này mới mốt cái thầy chết cái để cái tượng ở cái ông này ông có công xây chùa. Giờ cho đời sau hưởng nhà nước gìn giữ. Nó công thầy làm, nhà nước gìn giữ và bảo tồn quân hóa. Mà giờ ông lớn ông nhỏ gì cũng phải ra đi để con cháu nó hưởng. Không, giờ ông lớn ông nhỏ gì cũng để lại cho đời con cháu mình. Mục đích của mình gì? Cực khổ, gian nan, vất vả cũng để cho đời sau. Con cháu nó tấn lên đúng không? Người lớn thì ra đi, tuổi trẻ thì lú lên để làm việc. Đúng không? Nói ngôi. Rồi có nhang trong á, có đốt không? Còn mới lấy đây nè, đó đó. Có nhang đốt thì lấy. Dạ, con đi vòng vòng. Rồi đi tham quan đi. Giờ chùa hay không có chùa đường nào đi vòng tròn ấy, chỉ có vô Phật rồi ra đây. Vô sao ra trước. Để giờ thầy Lam mà ước mơ làm cái ngọn tháp 15 tầng. Rồi xong cái mình lên mai mốt mình làm một hang máy rồi lên mình tham quan ở trên xá lợi ở dưới cái mình triển lãm. Thầy đi ví dụ bao nhiêu quốc gia cái thầy triển lãm chữ ký của từng vua với phủ tướng từng nước thì những năm thầy đi công tác đâu, bộ ngoại giao ở đâu thì chụp hình với ông phủ tướng chủ tịch nước nào để lưu lại chủ yếu kỷ niệm để đời sau ai có chụp hình với thầy là kỷ niệm. Con chụp hình với thầy được không? Kỷ niệm được không thầy? Thì ai chụp cũng được. Cũng được đúng không thầy? Ờ, thì chụp hình với lại vẫn được. Như lúc thầy nhớ là chụp hình là thầy mới chụp thầy được rồi. Chụp mình, chụp hình chứ là cái đấy kỷ niệm mà. Ông thấy ông ra phụ tướng tình này. Thầy ra văn phòng, ta mời vô phòng khách ấy, mấy ông. Một là lên cái vinh danh, không vinh danh thì lát cũng về phòng khách sạn. Ta cũng xuống chụp với thầy. Chứ không lẽ bao nhiêu chụp người đời. Tự nhiên cái ông thầy chùa không chụp. Phải không? Chạy uống nước thì chung ở chung đâu rồi. Bữa hổm có đoàn ơi nè, đoàn Ngọc Hải có ghé đây rồi đi qua bà Hằng đội oxy thầy hỏi năng chào cả bà Hằng bả lại đây rồi bả nói với thầy ông thầy trong sáng giờ này bả không bỏ qua cúng dường cho thầy mà sáng giờ không thấy mặt mũi đâu. Hôm nay gì rồi nè, nhắn tin qua còn thầy chỉ nhắn tin chứ nghe điện thoại thầy không nhắn tin, tại vì một ngày biết bao nhiêu cú rồi. Hai nữa thầy đâu bao giờ để điện thoại trong ngày, không lẽ giờ khách đến thầy tiếp cái alo nghe hoài sao được. Dương Huy họ biết thầy đang tiếp khách cái alo hoài rồi, cả họ cũng khóa thầy. Những thầy không nghe mình có địa chỉ rồi thầy đến cho đến văn phòng trực tiếp. Thầy bữa hôm mới thấy trên TikTok ai đánh thầy mà con mắt của thầy sưng bên vậy thầy. Thì lý do gì? Nó tóm gọn nhà cái bên thì nói tóm gọn người ta cũng hiểu đạo mình cũng thông cảm. Còn nếu mà nhà nước làm đúng thì cứ xúc phạm thứ nhất khăn khởi người khác hoặc xúc phạm danh dự thì mình chiếu theo cái pháp luật mà làm. Giống như các hình ảnh bên bển, nó thứ nhất đánh người ta phải đền bù khúc men, hoặc đánh người ta phải xin lỗi người ta và phải công khai đảng nhà nước đến và công an đến trước mặt phải có xin lỗi người ta. Dù mình già lớn đánh nít cũng phải xin lỗi, mà nít đánh người lớn người nít cũng phải xin lỗi. Chứ đâu phép tắc để nó đánh ta xong cái bỏ qua, người ta im cái bỏ qua. Ta có được bồi thường cho thầy không? Đánh xong rồi tao... Không, chưa bồi thường một cách nào mà chưa xin lỗi thầy câu nào. Nên đâu có bỏ qua được cái chuyện gì nói vậy thôi mà bố thầy đánh. Cái người ta thầy trốn luôn. Giống như đụng ta chết cái bỏ. Chết sống kệ đó. Đâu được đụng ta phải đền thuốc men. Mà nếu ta tàn tật nuôi cả đời. Không có tình trạng hôi ta tàn tật rồi bỏ. Mỗi tháng phải chi cấp bao nhiêu. Còn có mình làm lương công ty hay này kia là phải khu chi lấy rõ ràng. Một là mình mà làm công ty thì trừ lương. Còn không trừ lương thì nhà mình hàng tháng là có cho trưởng ấp lại khâu tiền hàng tháng. Là đã đụng người ta chết tàn tật thì mỗi tháng phải khu ta ví dụ vài mấy trăm vài mấy triệu vẫn biết, nhưng mà phải có tàn tật suốt đời. Còn mình đánh ta hương tích cũng vậy, một là đi khẩm với diện người ta, hai là cũng như sắc đẹp mình hiện giờ người ta quỷ nhân nhang mình làm ta phải đền bù hơn cả đời. Một đi khẩm với diện toàn diện người đó tha rồi thôi, nhưng mà cũng đền bù khuất men và đã mà sắc đẹp là nó cũng có hẹo, nhưng mà phải làm sao hết hẹo cũng phải đền bù. Không có khi nào mà nói vậy pháp luật dòng mình chữ ta mất danh dự, người ta cũng đền bù bằng tiền. Danh dự nhân phẩm ta là phải đăng lên tờ báo xin lỗi trên đài truyền hình báo chí để chi bao người này đã có lỗi, chứ không phải chữ người ta cái bỏ qua. Giống như giờ bên bển nó qua nó đền bù thầy 50 triệu 100 triệu xong nó xin lỗi mời 2-3 công an với chủ tịch xã nó xin lỗi thì tự nhiên các quy giáo xấu nó sẽ mất hết.
con nó chưa, chính quyền chưa giải quyết, công an chưa vào cuộc và nó chưa xin lỗi thầy thì video đó càng ngày càng đăng nhiều video khác lên luôn. Người đó chưa biết cái hối hận mà. Người ta ví dụ như giờ đi, người ta có dục rác vô nhà mình thì mình kêu người ta hốt là xong chứ không có được đánh người ta. Ví dụ như người ta đánh mình thì mình phải làm đơn kiện. Còn ví dụ như giống như rác dục qua mà mình dục lại là quề. Mà nói cái là chết, còn đánh người ta là vi phạm. Và một người đàn áp thầy chủ giống như cả dòng họ anh em nó, cả con cái gì nó đánh của mình hay. Ở quê một mười mấy người mà anh đánh có một người là ai thắng? Mà thầy là người tu nữa. Dù nó có phải thầy đánh nó đi, thầy cũng phải. Tại vì thầy chùa nó hổ mày đánh. Còn này thầy làm gì rồi? Có rác tụi nít vô với mấy YouTube này nó ăn cái cây nó dục qua thầy gì? Một là mình lụm mình bỏ vô cái góc nào đó. Hai là kêu thầy nó có nào dục thì qua thầy hốt giùm cái sao? Thấy không? Thế tự nhiên cái qua đánh thầy. Còn thầy qua thầy kêu mở cửa, không mở cửa. Thấy không? Không bao giờ bỏ qua cái chuyện này được. Cái chuyện này là tuy thầy im, người tu im, nhưng mà chính quyền địa phương chưa giải tỏ là chủ tịch xã cũng vẫn có lỗi. Địa phương chính quyền giữa một thầy chùa, giữa một người đời và giữa một cái giáp ranh mà có ảnh hưởng gì mà công an cũng vô cuộc, chủ tịch xã cũng vô cuộc, chủ tịch huyện cũng làm ngơ. Cái chuyện này là nó tóm gọn vậy. Cái việc nhỏ này mà không giải quyết thì làm sao mà lên chức cao giải quyết cho dân được. Rồi người ta chiếm đất của dân mà chính quyền cũng im re. Rồi đất của dân mình quản lý gì thì mình yêu cầu làm. Phải không? Còn dân mà oan ức gì khi có kiện thưa là mình phải giải quyết. Đâu có bỏ qua được. Thì thầy là luật sư mà tốt nghiệp trường đại học luật năm 2003-2007. Tại sao thầy lại giờ tiến sĩ luật nữa mà. Thì thầy biết nhưng mà mình tu mình nhịn, nhưng mà cái việc gì nó không có bỏ qua được. Cái gì cũng phải giải quyết xong việc đó. Cái nào giải quyết xong cái việc này mới tính việc khác. Chứ một cái việc nhỏ mà chưa xong thì làm sao giải quyết việc lớn được. Nên là rất là nhiều người họ nói thầy ơi, bao nhiêu cái sự kiện lớn mà họ hại thầy mà sao chính quyền nó cứ làm ngơ mà nó không giải quyết thầy mà cứ họ cứ giải quyết cho họ không. Đâu thể nào giỡn được, phải không? Rồi chụp hình. Chụp hình đi. Đứng lên. Thế năm mới á, con cũng đi qua đây rồi ghé vô thăm sức khỏe, chúc sức khỏe thầy. Rồi con không phải ủng hộ là khác. Không ủng hộ khác. Cái này là cúng dường. Cái này là lì xì thôi, lì xì chúc thầy sức khỏe năm mới thôi. Chúc em một cũng vô. Vô. Rồi, rồi, chụp riêng cái đi. Còn mấy rắn cũng chụp riêng cái đó. Đúng rồi, em gái à. Nhưng mà chụp hơi. Chụp cái cảnh nào đây khác. Đó, đâu nè. Đó, chị nó mới không bị chói đây. Cười thầy, thầy làm gì cái mắt tẩy gì đâu mà. Cười lên cho tôi coi. Chị cho em hỏi từ đâu, chị từ đâu đến. Dạ, em ở dưới quận 10. Rồi cho thầy ngồi cái quầy dao. Ôi trời ơi, quầy dao. Đấy, coi lại. Ôi. Lần nữa. Thầy ơi. Mở quầy dao thôi. Thầy đó. Rồi. Chụp gì đó. Thầy nhìn đây nè. Rồi. Thầy liếc đó. Đúng rồi, thầy nhìn đây nè, đúng rồi, chụp hình mới đẹp, đúng chính xác. Rồi. Đây, chụp cho thầy. Thầy qua mai mốt qua bộ quầy giao cũng vậy à. Cũng bắt tay buông rua ôm cái tình cảm hôn cái nữa, buông rua hôn nhiều quá không được nha. Thầy đẹp ghê. Rồi chưa. Ui, đây. Thầy ôm hôn hoài thầy. Gì mà ôm hôn hoài vậy thầy? Người ta nói con này muốn canh tị qua chùa ni ni với ni chụp ra đâu có nó. Rồi, chắp tay, phụ nữ là chắp tay. Theo Thái Lan là phải người ngồi, người đứng. Thầy chắp hay con chắp? Chắp hết luôn cho nó giờ cho nó tóm gọn hình ảnh tốt. Đúng rồi. Mình chắp thầy thì không ngại nó thiệt luôn, chắp mà sợ mình. Họ nói cái mình nó tóm gọn. Mình chắp thầy cũng được, chắp hết luôn. Đây nha. Cảm ơn nhiều nha. Thầy uống nước tí đi. Trời ơi thầy ơi,